Đám cưới lần hai của diễn viên Ngọc Lan, cô dâu lộ vòng hai to bất thường cùng chú rể trao nhau nụ hôn đắm đuối. Đám cưới lần hai của diễn viên Ngọc Lan và bạn trai được tổ chức tại một khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn. Chiều nay, đám cưới của diễn viên Ngọc Lan và bạn trai Thiều Gia được diễn ra tại một khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn. Sáng cùng ngày, Ngọc Lan và chồng đã thực hiện các nghi lễ truyền thống như ăn hỏi, vái lại tổ tiên và đưa dâu. Còn buổi chiều là tổ chức tiệc mừng với sự tham gia của bạn bè, đồng nghiệp, nghệ sĩ và người thân. Chú rể Đức Phạm xúc động trong khoảnh khắc chờ đợi cô dâu của mình. Không khó nhận ra vòng hai của cô dâu Ngọc Lan đã to ra bất thường. Trên mạng xã hội Facebook cá nhân của chuyên gia style Nguyễn Thiện Hiêm đã đăng tải những bức hình cho công chúng về bộ áo cưới phong cách của cô dâu vô cùng mỹ miều và thướt tha của nữ diễn viên Ngọc Lan. Từng là người phụ trách đám cưới cho các hôn lễ đình đám của chú rể Lương Thế Thành và cô dâu Trúc Diễm, chuyên gia stylist Nguyễn Thiện Khiêm và thương hiệu Jolly Polly tự tin tổ chức đám cưới lần này của cặp diễn viên Việt Kiều. Cả hai người đã có một buổi thử trang phục đám cưới tại cơ sở thương hiệu Jolly Polly cùng sự hỗ trợ của nhà thiết kế váy cưới Phạm Anh Đăng Thư. Chồng mới của Ngọc Lan là Đức Phạm kiên nhẫn ngồi chờ đợi vợ sắp cưới thử váy cưới, anh tranh thủ chụp hình cô dâu Ngọc Lan xinh đẹp của mình. Cả hai tinh nghịch cùng với ekip hỗ trợ nữ diễn viên Ngọc Lan thực hiện kiểu hôn chú rể qua chiếc lúc cười phổ biến mà nhiều cặp đôi cô dâu chú rể thường chụp. Đích thân nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư chỉnh sửa lại chi tiết trên váy cưới để mang lại sự hoàn hảo nhất cho cô dâu Ngọc Lan. Mẫu thiết kế váy cưới mà nữ diễn viên Ngọc Lan sẽ mặc trong bữa tiệc đình hôn là loại váy cưới kiểu dáng cúc ngực cười cảm, với phần tà váy cưới xòe rộng theo phong cách công chúa bồng bềnh. Chiếc váy cưới được may bằng chất liệu ren lưới và đắp lên các họa tiết ren thêu 3D trang trí trên thân váy, tạo vẻ lộng lẫy và sang trọng cho người mặc. Cô dâu Ngọc Lan xùng xình trong bộ váy cưới phong cách công chúa phong dáng, phong tuyệt đẹp, các họa tiết hoa nổi ẩn tinh tế dưới vải vân mỏng của chiếc váy cưới. Tương tự, chú rể Đức Phạm cũng hài lòng về bộ sút màu xám đen mang đến vẻ lịch lãm cho ngày đính hôn của mình. Được biết rằng trong lễ gia tiên, cả hai đã chọn bộ váy cưới áo dài. Cặp đôi tông màu xám áo dài cưới của cô dâu Ngọc Lan sẽ là bộ cánh tông màu hồng kết hợp với xám chú rể Đức Phạm điện trai trong bộ trang phục sút màu xám đen, xứng đôi vừa lửa cùng cô dâu Ngọc Lan. Cả hai cùng kiểm tra lại các danh sách và món ăn để thực hiện tiếp đãi khách trong lễ đình hôn. Lễ đình hôn của Đức Phạm và Ngọc Lan sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 tại nhà diễn của Ngọc Lan. Lễ đình hôn của Đức Phạm và Ngọc Lan sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 10 năm 2022 tại nhà riêng của diễn viên Ngọc Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.